Hello cả nhà xe đạp Nhật Bãi, xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp trục lắp đến từ thương hiệu Marussi. Đây là con trục lắp 27 inch ha anh em. Đây, vô chi tiết cho anh em xem. Trục lắp thì nó sẽ có rất là nhiều đời ha anh em. Đời là hai cây sườn, một cây dẹp, cây tròn, hai cây sườn tròn. Nói chung là nó nhiều đời lắm. Đời hai cái cây sườn mà lắc co như vậy nè, thì chắc là nó tầm khoảng đời 2010 á, thì con xe cũng là đời cao rồi ha anh em. Marussi nè. Đó. Marussi 3 số trục lắp, xe này thì mình bán rất là nhiều rồi ha. Mình chỉ quay cho anh em tham khảo thôi. Còn đối về cái chất lượng xe thì mình bao, tức là đã kiểm tra ok hết thì mới bắt đầu bán ra. Những con xe trục lắp ở clip trước thì mình đã bán hết rồi, thì đây là con mới nhất ha, và là cũng là một con duy nhất luôn, không có con thứ hai. Xe trục lắp cái này khó tuyển quá. Đó, đây tem Nhật là đầy đủ hết ha. Cam inox, niền inox, vành inox, ba gai inox, nói chung là full inox. Còn xe trục lắp thì sườn thì đa số ha, 90% là sườn thép. Còn sườn nhôm là hồi trước giờ mình bán là cũng mấy chục con rồi, nhưng mà chỉ có được một con duy nhất là một con màu đen hôm trước á. Xe đó thì mình cũng đã bán rồi ha. Xe này thì mình ship toàn quốc, ở đâu cũng ship được hết nha anh em. Bất kỳ là tỉnh nào thì cũng đi tới được hết. Mình nhận cọc từ 20%. Còn xe nếu mà chuyển khoản đủ á thì em sẽ bớt tiền thu hộ COD ha. Còn nhận cọc là nhận cọc 20% trở lên mình bắt đầu chuyển xe ha anh em. Đó. Cho nên là ai xác định chắc chắn mua thì hai cọc. Còn nếu mà cọc cho vui, cọc để ra xem xe rồi bỏ thì cái đường vận chuyển nó dài lắm, cho nên là mình thì trước giờ mình không có bán cái vấn đề đó ha. Cho nên là anh em nào mà nói cọc 500.000 thì thật sự là mình không có nhận ha. Chỉ là mình nhận đủ 20% hoặc tối thiểu là 1.000.000-1.500.000 gì đó thì em bắt đầu cho xe đi. Đó. Thắng ngàm nè, đồ rất là chất lượng nha, đùm trước đùm năng lượng ha, đây sáng bóng luôn. Đội nóc thì nó vậy đó nè, cứ chịu khó lau chùi thì nó sẽ sáng thôi. Còn mấy cái này là do lâu quá không đi nè, thì nó dính bận bận vậy đó. Ví dụ ai kỹ mua cà na về đánh từ từ nó ra là tự động sẽ đẹp ha. Con xe này cũng khá xuất sắc. Lắp 3 số 27 inch Marussi. Rồi anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Giá xe là 8.500.000 cộng phí vận chuyển. Vận chuyển tới đâu thì chịu tiền phí tới đó, mình báo giá xe thôi. Rồi xe đạp Nhật Bãi xin chào.